cùng quý vị Phật tử. Đấy. Thân tăng thì an lạc. Còn anh chị Thanh Hằng, Phương Hằng, anh Chí Tâm, chị Cẩm Tiên, nói chung là quá trời ngôi sao luôn. Tại vì hát ủng hộ gây quỹ thì những nghệ sĩ Phật tử luôn luôn thấy được cái trách nhiệm của mình. Cho nên là cố gắng sắp xếp đến hát buổi trưa. Thời tiết lúc này nóng lắm quý vị, nóng lắm. Nhưng mà các nghệ sĩ Kim Chu mặc đồ rất là đẹp. Và chắc chắn là họ sẽ có những phần biểu diễn hết sức là hào hứng và sôi nổi. Để đáp lại tình cảm mà Phật tử đến đây ủng hộ cho chùa. Dạ xin cảm ơn những đàn hoa tay cùng sự yêu thương của quý vị. Những cành hoa, mặc dù là cành hoa này giả dạ, nắp ở trong chùa ra. Dạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng rằng những gì mà tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với các cặp Phật tử và quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Long là xuất thân từ dòng cổ cải lương, từ chiếc nô nghệ thuật đoàn ca đệ tử. Được mọi người yêu thương rồi, rất là kinh thông, rất là cảm ơn. Và mong rằng một ngày nào đó nếu không còn đứng trên sân khấu hát nữa thì tình cảm quý vị vẫn giữ mãi trong lòng với những người nghệ sĩ đã luôn luôn cống hiến cuộc đời nghệ thuật. Và trưa hôm nay rất là nhiều nghệ sĩ đến đây để phục vụ cho chùa. Hát bài nó cũng được hả? Vậy thì xin phép mọi người cho hát bài nữa chứ ở đây quy định người có hai bài à. Mình hát bài nữa. Cái này là hát bù cho năm ngoái đó, cho nên là anh cứ việc hát thoải mái anh. Chỉnh kịp luôn. Vì vậy cho nên là năm nay là dù có bận bị thì cũng cố gắng đến đây và hát phục vụ cho tất cả quý vị. Thôi bây giờ hát bài hát cái từ cổ ha. Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ xin mời quý vị và anh chị cùng lắng nghe ba câu dùng cổ, thôi hai câu thôi, trong một chiếc đoạn cái đường cũng rất quen thuộc của sản giả Lâm Thảo, Phấu Hồng Tiện Đức. Em đi ở bên trong có hát những ngôi sao đang chờ đợi luôn. Và chính vì vậy mà các bạn có những giờ phút này có thể ổn định chỗ ngồi để theo dõi chương trình được không ạ? Bởi vì những bà con ở phía sau sẽ không thấy được ở phía trước sân khấu. Và thứ hai đó là khi mà nghệ sĩ biểu diễn xong rồi đó thì quý vị có thể ra phía sau chụp hình được để không có ảnh hưởng đến phần thể hiện của các nghệ sĩ trên sân khấu. Chúng ta phải nói như vậy nha quý vị. Xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa dành cho Kim Tô Lâm cầm tay đi quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, còn bây giờ đây thì Lục Trung xin mời tất cả quý vị sẽ chờ đón sự góp mặt đặc biệt lần đầu tiên cũng đến với chùa Phật Đà của chúng ta. Đó là một nghệ sĩ Phật tử dân nhân và cô đến với chương trình của một sáng tác của sư giả Thiên Quang, bài hát mang tên Tiếng Chuông Từ Bi. Và một tràng vỗ tay chào đón nghệ sĩ Ngân Trang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việc 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 kiểu ốp với đi kiểu án gì vậy? Ủa mà chị đi về lâu rồi phải không? Lâu rồi, đi làm rồi. Lấy cái xe rồi đi. Đi khác đi. Đi giữ lại. Ừ. Nên là xin mời tất cả quý vị phía trước để chúng ta ngồi xem các nghệ sĩ biểu diễn thì nó sẽ ấm cúng và hay hơn. Tiếp đến chương trình, mọi người vỗ tay nốt nhiệt chờ đón ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tiên. Hôm nay chị đầu tiên bà Cẩm Tiên muốn có mặt đứng tại với đây để gặp gỡ tất cả quý bà con cô bác thân yêu. Cảm ơn em, cảm ơn bà con đã yêu thương và đồng hành với Cẩm Tiên suốt chuyến tham quan. Thật ra chúng ta gặp nhau cũng là một cái duyên. Thôi thì chúng ta hãy thương yêu, gìn giữ những gì mình đang có, bởi vì ai ai giờ cùng.
tốt đẹp ạ. Dạ xin được cảm ơn quý thầy đã đến đây để chứng minh cho chương trình. Dạ xin được cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để chương trình được diễn ra tốt đẹp. Dạ con xin được cảm ơn quý thầy. Anh kính chúc quý vị và trở lại với chương trình, xin mời tất cả quý vị cùng với gia đình chào đón một ca khúc rất là dễ thương của nhạc sĩ Thanh Sơn, Bài Hát Thành Trường Trên Đất Phù Sa, với tiếng hát của nam nghệ sĩ Huỳnh Tấn Phong. Một tràng vỗ tay thật lớn cho lại chương trình mình ơi. Quý vị Phật tử lời chào thân thương và trân quý nhất ạ. Và sau đây xin gửi đến một lớp chúc đoạn rất là dễ thương được mang tên Lương Số 3. Chúc anh đài và vỗ tay ạ. Xin được cảm ơn Tú Sương, ngày xưa Tú Tú Sương và Trinh Trinh rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả bà con mình. Còn bây giờ sân khấu này sẽ nóng hơn nữa và luật sư dành phần trọn vẹn ngày hôm nay cho nữ danh ca Thanh Hằng. Yeah. Nghe giọng bà hoài đồng liền vậy đó ha quý vị ha. Cảm ơn gia luật rất là nhiều, em đã gieo duyên cho chị được về thầy về chùa. Dạ, lời nói đầu tiên thì con cũng xin trân trọng và tri ân cảm ơn thầy đã gieo duyên cho tất cả anh chị em nghệ sĩ của chúng con về đây. Phải nói rằng là thấy một cái lực lượng mà nghệ sĩ về đây thấy hùng hậu, hoành tráng luôn á bà con. Dạ. Xin được cảm ơn chị hai lúc nào cũng ủng hộ các chương trình văn nghệ của em. Dạ. Chắc chắn là phần trình diễn ngày hôm nay cũng là một trong những món quà tuyệt vời nhất trong chương trình của chúng ta. Một tràng vỗ tay cho chị hai Thanh Hằng quý vị. Dạ, xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và Thanh Hằng cũng xin kính chúc cho quý vị Phật tử, nam nữ Phật tử lời chào thân ái và chúc một buổi trưa thật là mát hỏi luôn. Là nóng hổi. Nhưng mà bà con còn vẫn còn ngồi đây như vậy là phải nói là điều trân quý vô cùng. Kính chúc cho quý vị một buổi trưa rất bình an, vui tươi và sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quan trọng là sức khỏe dồi dào. Bây giờ Thanh Hằng sẽ gửi tặng đến cùng quý bà con cô bác một ca khúc của ca nhạc sĩ Ngọc Phụng được mang tên Tạ Đời. Xin mời quý vị thưởng thức. Để thì gia luật cho Thanh Hằng chỉ có hát được một bài thôi, nhưng mà cái sức mạnh của quý vị bà con cô bác ở dưới này mới mạnh hơn nè. Hát nữa không? Quý vị biết sao không? Chị hai mà bất cứ xuất hiện mở màn hay là ở giữa chương trình, ở cuối chương trình thì chị hai vẫn là chị hai, không bao giờ lẫn lộn được bất cứ nghệ sĩ nào, bởi vì trên hết là tài năng của chị hai, tình cảm và nhiệt huyết của chị hai đối với khán giả. Cho nên là đông hay là vắng, chỉ cần khán giả ngồi và say mê chị thì chị vẫn hát rất là nhiệt tình. Và chính vì vậy mà một tràng vỗ tay nữa dành tặng cho nghệ sĩ Thanh Hằng. Chị cảm ơn gia luật rất nhiều. Và cũng xin tri ân và cảm ơn những món quà thương yêu của bà con cô bác đã thương mến gửi tặng Thanh Hằng. Thôi thì bây giờ Thanh Hằng sẽ mạn phép gửi đây đi. Chút xíu nữa cô lì xì cho tụi con nữa nè. Mình có lọc mà. Để đây 47.
Và để tiếp sau đây không phụ lòng quý bà con cô bác thương yêu, Thanh Hằng sẽ gửi đến bà con cô bác một trích đoạn cải lương rất nổi tiếng của soạn giả Hoàng Anh Chi được mang tên Nhuy Kiều Tướng Quân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bánh cho Lộc nè, Lộc mình với ai là nguyên chất, rất là tốt, rất là đẹp và uy tín rất là nhiều. Anh Hằng đã